Ngọc Hoàng và Thiên Lôi sắp đến đây với chúng ta. Tôi vừa được điện thoại của Thiên Lôi thông báo. Các táo tự kiểm điểm của ai còn thiếu sót gì không? Đủ rồi, đủ rồi. Trời ơi, yên tâm. Cẩn thận vô ái nái. Để ta điểm danh lại coi chắc ăn coi. Táo giao thông. Có. Táo văn nghệ. Có. Táo thương nghiệp. Có. Táo an ninh. Có. Táo nông nghiệp. Có. Có. Ủa, ông Thổ Địa cũng đã tham dự đại hội táo quân nữa sao? Anh táo nông nghiệp bận giải quyết vụ đất chuyên canh lúa nước ngọt. Bây giờ xả đập làm tôm, ảnh hưởng đến cái chuyện sinh thái môi trường chung quanh. Cái vụ cái bữa đập nước cho nước mặn vào ruộng lúa đó ở Gia Rai Vĩnh Lợi đó, tôi rành lắm. Nhưng cái vụ đó đã được chính quyền đến giải quyết rồi mà. Chỉ bằng mặt chứ chưa bằng lòng. Anh là Thổ Địa biết gì báo với cáo. Có đây, để tôi lấy ra đọc anh nghe thử nè. Ngọc Hoàng ngó xuống mà coi con tôm cây lúa coi mồi để đụng nhau. Nước mặn ngày đã lên cao, đầu trên xóm dưới hô hào nuôi tôm. Đe bờ đón nước mặn vô, người dân nào quản nắng mưa nhọc nhằn. Hè nhau dây vốn ngân hàng, cầm nhà bán đất giàu sang mấy hồi. Tôm giống thả xuống sông rồi, rung đùi nhậu để ăn chơi thả vàng. Tháng đầu tôm sổ thấy ham, rủ nhau mai túi ba gan đựng vàng. Ngờ đâu lệ đổ muôn hàng, tôm giống chết hết cả làng trắng tay. Lỗi này do bởi ai gây, chuyển đổi kinh tế mấy ngày mới xong. Ngày xưa là đất thần nông, một năm hai vụ chắc ăn điều điều. Người dân ăn chắc mặt bền, dư ăn dư để bỏ quên đói nghèo. Giờ đây chỉ một cái dèo, cửa nhà tan nát đói meo hỡi trời. Hại chi dân khổ ông ơi, ông làm mà tôm chết ông thời vui hơn. Nên đi, tôi không ngờ táo nông nghiệp lại có những lời than trời trách đất tiêu cực như vậy. Không lẽ ông không biết nguyên nhân cái sự thất bại là do cái sự nóng vội của nông dân sao? Chưa hết bài mà ông đã vội phê bình rồi. Đó là tâm sự của ông nông dân tương lai ở Phước Long á. Nhưng sau đó ông ta cũng đã thấy rõ vấn đề. Ông nghe tiếp đi nè. Hôm qua gặp táo nhà nông, giải bài hơn thiệt trong lòng mới khuây. Xảy ra cớ sự như vậy, chỉ tại mình dốt hại lây xóm giềng. Nôn nóng muốn có nhiều tiền, trúng mùa tôm sú thành tiên giáng trần. Tưởng nuôi tôm sú dễ ăn, không học qua kỹ thuật không cần hỏi ai. Giờ đây giặt nở bao giây, và con nhéo nhóc thân này còn chi. Trời tôi đến lúc ai bi, và từ cuộc thể tôi đi chầu trời. Thổ Địa, như vậy là thế nào? Sao lại chầu trời? Chầu trời thì hôm nay phải có mặt ra đây chứ, chầu ở đâu nữa? Đây mới là sớ táo quân của táo nông nghiệp. Còn bài thơ tôi vừa đọc á, là của anh nông dân tương lai ở Phước Long, để lại trước khi nhảy xuống sông Phụng Hiệp tự tử á. Đó, anh thấy chưa? Cái gì? Anh tự lái đã tự tử rồi sao? Chưa có chết, tôi đã đến kịp thời để cứu anh ta rồi. Bây giờ sống khỏe re ở Phước Long á. Anh bà trợn lắm nghe. Đây là cái chỗ trang nghiêm, anh đọc thơ đó anh chi để gây hoang mang trong quần chúng. Mà nghĩ cũng hay ha, cũng biết làm thơ lục bát có thua gì thi sĩ chánh hiệu đâu. Hôm nào anh dẫn tôi tới làm quen tư lai nha. Như vậy là các táo đã có mặt đầy đủ rồi phải không? Tất cả sớ của các ông tôi có trong tay, đã đọc kỹ và đã tổng kết trình lên Ngọc Hoàng. Sở dĩ năm nay tôi phải làm như vậy là vì Ngọc Hoàng muốn cải tổ lề lối làm ăn cho phù hợp với hiện tình. Cả nước đang đẩy mạnh phong trào, mỗi ngành đang tiến công xây dựng, người người làm việc chẳng hỡi tay. Thời giờ đúng là vàng bạc, không để thời gian trôi không như vậy, nên mọi thủ tục rùm rà bị cắt bỏ đi. Các báo cáo phải tập trung thành một, đầy đủ nhưng phải ngắn gọn. Tôi là tao tuyên giáo, sẽ thay mặt các táo tỉnh nhà Bạc Liêu đọc báo cáo trình lên Ngọc Hoàng. Nếu có điều gì không đồng ý thì các táo bổ sung thêm. Ngọc Hoàng sẽ đến cặn nơi thị sát hiện trường, chúng ta không cần lên trời báo cáo như mọi năm. Ngọc Hoàng thượng đế tóm hà. Ngọc Hoàng đế. Vui quá, sao các khanh biết ta tới mà tung hô vạn tuế vậy? Kính chào Ngọc Hoàng thượng đế. Dạ,
nơi Ngọc Hoàng và Thiên Lôi an tọa. Thôi thôi, an tọa an tiếc cái gì? Bộ các tao rảnh rang lắm hay sao mà bộn bề kéo tới đây đông quá vậy? Ý dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần có truyền đạt ý của Ngọc Hoàng rồi, nhưng các tao muốn tới để ngắm Ngọc Hoàng cho thỏa thích. Một năm 365 ngày mới tái ngộ lần mà. Tưởng gì chúng muốn thấy bạc ta thì dễ dàng quá, kêu mấy ông thợ chụp hình tới chớp chớp mấy kiểu rồi đem về treo ở nhà là được rồi. Mặt ta thì lúc nào cũng vậy thôi, đâu có già mà cũng không có trẻ nữa. Mà bên văn hóa đâu, chuyên viên nhiếp ảnh đâu, quay phim gì nữa vào đây đi, cứ tự nhiên như mấy ông quay phim đám cưới vậy đó. Khoan. Dạ chuyện gì ạ? Ta có cần trang điểm là dung nhan chút không Thiên Lôi? Khanh thấy ta sao? Dạ đẹp lắm, đẹp như Ngọc Hoàng thượng đế. Nào các khanh đến chụp hình với ta coi nào. Thiên Lôi. Dạ. Vào đây. Dạ, mặt của thần xấu lắm, sợ ông thợ chụp hình thấy ông hết hồn mà. Có xấu mới nổi cái đẹp lên chứ, phải không các khanh? Dạ, Ngọc Hoàng nói chứ phải à. Rồi chụp đi. Vui chơi nhưng đừng quên nhiệm vụ nha. Nào, tao tuyên giáo đâu. Đọc báo cáo tổng kết của Thiên Lôi thu vào máy nha. Bắt đầu đi. Dạ, thần là Táo Tiên Giáo xin thay mặt toàn thể Táo Quân Bạc Liêu kính dâng lên Ngọc Hoàng bản tường trình với sao. Muối Bạc Liêu mặn nồng tình nghĩa, vẫn tăng điều trên kế hoạch hàng năm. Dù mưa sớm làm chất lượng kém hơn, nhưng giá cao làm diêm dân phân khởi. Về kế hoạch nuôi trồng thủy sản, phong trào nuôi tôm công nghiệp lan nhanh, buổi ban đầu chuyển đổi tư duy, tuy gặp khó nhưng kịp thời vượt khỏi. Giờ khuyến ngư ngày đêm theo dõi, giúp người dân kỹ thuật quản canh, mở ra nhiều lớp huấn luyện nông dân trồng lúa nuôi tôm kết hợp trồng rừng làm rẫy. Thôi đi ơi, làm ơn đọc tiếp giùm tôi. Khanh bị cảm hả? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thức mấy đêm đọc sớ của các táo để tổng kết đến sức khỏe của hạ thần và con mắt có điều suy giảm. Tội nghiệp không. Thôi thủ địa đọc tiếp ta nghe nha. Dạ thần xin tuân lệnh. Về công nghiệp quốc dân chú trọng dây chuyền công nghệ đổi mới thật nhanh, chế biến thủy sản xuất khẩu hàng năm, một số ngành nghề thủ công hồi phục, điện khí qua nông thôn rần rộ, các công trình thủy lợi ưu tiên, chuyển dịch sản xuất ngọt qua từng khu cho từng cơ sở hạ tầng phát triển, hoàn thành xây lắp công trình cảng cá, trung tâm dịch vụ nghề cá Gành Hào, cầu Nhà Mát, xã Hiệp Thành, đường Giá Rai Gành Hào Châu Thới, đường ô tô Phong Tân Hưng Phú, 88 cầu cốt sắt xi măng, hơn tỷ đồng xóa cầu khỉ nông thôn, huyện Phước Long Giá Rai đã thoáng. Để tôi phụ ông chút đi. Về thương nghiệp quốc danh tiếp tục giữ vai trò chỉ phối ban buồn, các mặt hàng phục vụ nông thôn để đẩy mạnh phong trào sản xuất. Về du lịch có nhiều phát triển, sẽ hoàn thành dự án sân chim, nhà máy Hiệp Thành, nhà công tử Bạc Liêu, đường thông thoáng đang gọi mời du khách. Mệt nữa, ông giúp tôi chút nghe. Về giáo dục rất là ổn định, trên 3.000 phòng học khang trang, đã không còn lớp học K3, trường cao đẳng trường chuyên bổ túc. Phụ tao. Các ba ca sĩ đến từng thị trấn ngăn chặn kịp thời dịch tả sốt rét dị ma gan, kế hoạch qua gia đình giáo dục thường xuyên, các bệnh viện làm tròn lương y như từ mẫu. Thế ông đi. Tôi hoạt động khoa học có nhiều tiến bộ, xây dựng mô hình ứng dụng nuôi tôm, kỹ thuật nuôi tôm từ bán thăm canh tới việc luân canh song song với lúa. Xã Phong Thạnh Nam, huyện Phước Long của tỉnh đã đạt chỉ tiêu kỹ thuật lúa tôm nhờ công trình khảo sát điều tra xử lý môi trường con tôm cây lúa. Hay lắm. Ta nghe nói văn hóa văn nghệ phát triển rất là rầm rộ, trong đó có nói tới ca nhạc tài tử, làm sống lại thi thế của ông Sáu Lầu, là cha đẻ của bài Giả Cổ Hoài Lang.
rỉ rả 20 câu làm tê tái lòng người. Dạ tê tái. Nhờ có giọng cổ mà cải lương thêm sức mạnh, đã tạo nên những tên tuổi lẫy lừng như Hồng Châu Thanh Tao với năm thời. Dạ. Năm hồi bấy bưu bà giáo bà huy, tư mình chi Út Trà Ôn và Ba Niệm, cùng năm Cần Thơ một há ba vàng léo tuyết hồng. Cô người Tân Châu Hồng qua lễ mười thời, cô hai the với hai xin gọi là hai bạc liêu. Không ngờ Ngọc Hoàng lại am tường cả tân nhảy xây. Ngài cũng biết tài tử rất rành, ta còn biết cô Kim Anh hát bài Hoàng Lễ Quê, còn ông Năm Nghĩa hát bài Vắng Vắng Tiếng Chuông Chùa. Bài Trác Văn Quân tương như thì giọng cô Ba Niệm, cô Ba Trà Vinh thì dẫu có thôi nhau rồi, cô Bảy Vĩnh Long có bài Đoạn Trường, Ngọc Nữ có bài Khóc Đạm Tiền, Anh Bảy Cao có bài Viếm Mộ Bạn, Thức Đoạn Cánh Gà là của cô Ba Được, Ngọc Chiếu có bài Đem Trăng Trong Giường Thượng Quyển, Út Trà Ôn có bài Tôn Tấn Giá Điền. Hôm nay để nhớ Cao Văn Lầu, có ai ca được bài Giả Cổ Hoài Lan mà phải ca chứ tiếng Nguyệt Cầm. Đã có cây nhà lá vườn mời Ngọc Hoàng nghe chơi. Bảy, nghe giọng cổ phải nghe thiệt chứ tại sao lại nghe chơi. Bây giờ quên nghe thiệt chứ. Ừ. Dạ xin mời lão nghệ dân Tư Đờn ở Hồng Dân, nay là Phước Long á. Lão nghệ nhân và em bé hãy đứng thẳng lên, tự nhiên đi. Nghệ sĩ không biết quỳ lụy ai cả, hãy đứng thẳng lên. Dạ đúng rồi, chú Tư và em cứ tự nhiên rồi. Bây giờ hai người hãy đàn và ca bài Giả Cổ Hoài Lan cho Ngọc Hoàng nghe. Nè, đừng run nghe. Bắt đầu đi. Tớ là tớ phú. Hay, hay lắm. Còn nhỏ mà hát được như vậy là hay lắm. Phải đào tạo mầm non về nhạc dân tộc như thế này mới giữ gìn bản sắc dân tộc trong âm nhạc về sau. Cây cổ thụ phải chở che dìu dắt cây non, cây non phải biết nương theo bóng mát cổ thụ mà vươn lên. À nè, Đường Tao. Dạ, có Tao đây. Trong báo cáo của Khanh có nói về văn hóa văn nghệ của Bạc Liêu, đặc biệt là văn nghệ dân tộc ít người. Ý Khanh muốn nói là văn nghệ gì vậy? Tây Nguyên hay là Chăm Ba? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, các dân tộc của Bạc Liêu thì có Kinh, Khmer và người Hoa. Bạc Liêu ở vùng cuối trời, đất lấn biển thì làm gì có người Chăm, Mường, Máng, Cờ Ho, Hơ Mông thưa Ngọc Hoàng. Đâu Khanh cho ta coi thử văn nghệ dân tộc của Khanh như thế nào. Dạ bẩm dân à, Táo văn nghệ Khmer đâu? Dạ có con. Lên trình diện Ngọc Hoàng đi. Dạ con Táo Khmer xin ra mắt Ngọc Hoàng. Ừ, được rồi, Khanh hãy hát cho ta nghe một bài coi. Dạ. Sa cà kèo ơi, si ấy có con sa cà kèo ơi, chi ấy à con sa ri sa cà kèo ơi, chi ấy à con chi lẻ đấm bom ra cha ca ni a liền, ra cha ca ni a liền sa cà
kèo ơi món tỉa thơ pleng xa cà kèo ơi món tỉa thơ pleng mà chắc chưa lên cầm bay phân xa cầm bay phân xa ô xa cà kèo ơi ô xa cà kèo ơi hay lắm. Hay quá, hay quá, hát nữa đi. Khanh hiểu gì không? Dạ, không. Sao khen hay? Thấy Ngọc Hoàng khen hay, thằng khen theo. Khen xạo, khen nịnh đó ha. Hay lắm. Về văn hóa, văn nghệ mà các anh giữ cái đà này mà tiến tới thì hay lắm đó. Dạ. À, ở đây có ai biết nói thơ Bạc Liêu không ha? Dạ, có thằng đấy. Ai da, giỏi vậy sao? Dạ, bẩm ngài, người Bạc Liêu phải biết nói thơ Bạc Liêu, biết ca giọng cổ Bạc Liêu chứ. À, Khanh có vẻ tự hào quá ha. Đâu thử coi. Dạ, thần xin đọc bài Mười Thương. À. Mơ à, con chưa muốn chồng, con chờ mà chiến sĩ thành công cái trở về, một thương chiến sĩ căng trường. Hay thương đi bà chiến sĩ càng trường hơn ở tay, bà thương lặng lội bùng lầy. Bông thương cái bà súng thép nặng nề hai ở dây, năm thương cực khổ không này. Sao thương cái bà lễ phép mặt mày thân ở quan, bay thương bảo vệ gian sang. Thương cái mà cứu nước ở gian lao nhọc nhằn, chinh thương gươm bao tay cầm. Mười thương mà chiến sĩ con thương thầm, ma ơi ma ơi chiến sĩ cũng thương thầm. Hay hay quá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ thơ Bạc Liêu này thần biết rành lắm, biết cái tên người sáng tác ra nó được à. Phải không đâu nghe, không ai ép à nghe không, biết thì đâu nói thử ta nghe coi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, người sáng tác ra cái điệu thơ Bạc Liêu tên là Thái, Thái, cái gì Thái cả. Dạ đó là Thái Đắc Hàng. Hay lắm, Táo Bạc Liêu quả thật có tài, làm ăn quá giỏi. Dạ. Văn nghệ cũng rất hay. Dạ. Gìn giữ truyền thống văn hóa tỉnh nhà, mang đậm đà tính dân tộc quê hương. Dạ. Thôi, làm việc với nhau cũng lâu rồi, bây giờ các táo giải tán về nhà đi. Chúc các táo một cái Tết thật vui vẻ đấy nha. Chúng thần xin đa tạ Ngọc Hoàng. Anh à Khanh à. Dạ. Lúc nãy khi chưa vào hội trường để họp với các táo đó. Dạ. Ta nghe có ai đọc bài thơ định gửi cho ta, sao không thấy Khanh đề cập tới vấn đề này ha? Dạ thưa Ngọc Hoàng, anh thổ địa nói chuyện tào lao của một nông dân ở huyện Phước Long. Anh ta vì qua hồ đồ thấy làng bên nuôi tôm chú quá, anh ta bèn mua giống rồi thả xuống mương. Dạ được vài ngày tôm chết ráo trơn, anh ta tức mình không biết cách này nên làm thơ gửi dân tâm tư. Bài thơ đâu ta đi muốn tận tường. Dạ là bài thơ này của anh Tư Lai. À. Nông dân mà làm được thơ như vậy, quả tỉnh Bạc Liêu có nhiều nhân tài xuất chúng. Táo nè. Dạ. Ta muốn gặp anh chàng Tư Lai này. Dạ, việc này là cái vụ này thì anh thổ địa rành hơn à. Vậy à? Dạ. Thổ địa đâu? Dạ, thần có mà. Thôi đứng lên đi, ở đây chứ phải thiên đình đâu mà quỳ xuống vậy. Thổ địa nè, ta nghe táo quân đây đã nói có một gã nông dân làm thơ gửi Ngọc Hoàng, cơ sao có chuyện này, Khanh nói rằng ta nghe sự việc đó ra sao. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, một hôm đẹp trời, thần đang đi dạo ở bờ sông Phụng Hiệp thì ông trời ngó xuống mà coi, bao nhiêu tiền của đi tôi mất rồi. Nuôi tôm những tưởng có lời dè, đâu tôm chết cuộc đời te tua. Trời cao kêu cũng bằng thừa, chi bằng xuống nước mà nhờ lòng dương.
Long Dương ơi, hỡi Long Dương, làm ơn mở rộng lòng thương dân nghèo, nở nâng con vợ đùm đeo, số nghèo vất vả đã nghèo nghèo thêm, từ lai vĩnh biệt thế gian, mượn dòng nước bạc về chầu Long Dương. Từ lai dừng lại, không được nhảy xuống sông. Ma gia, trời ma gia. Không. Ai vậy? Ta không phải là ma gia. Ma gia phải không? Không. Ta là Long Dương cai quản dòng sông này. Thôi đừng có nổ, mệt quá ông ơi. Long Dương đâu đây? Phải Long Dương không? Đứng đàng hoàng để tôi rợn cái coi. Trời ơi, Long Dương thiệt không? Ta đây. Lúc nãy nhà ngươi đòi gặp ta mà, thì ta đã đến đây. À! Ở đó chơi nha, tôi ở đó chơi nha. Đúng rồi, Tư Lai, làm gì mà bỏ chạy như vậy? Đứng yên, không được nhúc nhích. Long Dương, tôi nghe tôi, Long Dương, đừng giết tôi. Trời ơi, đúng rồi, Long Dương thật, Long Dương thiệt nghe. Long Dương ơi, Long Dương ơi. Chuyện gì? Long Dương. Sao? Đời Tư Lai kể như đã chết rồi. Nên ngươi đừng khóc nữa. Chuyện gì khiến nhà ngươi phải tìm đến cái chết? Bình tĩnh kể hết cho ta nghe, để coi ta có cách gì cứu được hay không. Nói đi. Nói. Bẩm Long Dương, Long Dương ở dưới sông dưới suối. Long Dương đâu có biết người dân Bạc Liêu chúng con đã khổ sở vì nước hay không? Long Dương có biết không? Biết không? Ta biết rồi. Có sao hay vậy? Ta biết chứ. Ông cha các ngươi đã chiến đấu ngoan cường trong giặc ngoại xâm, đổ không biết bao nhiêu là xương máu, ngày ngủ hầm định lên bờ chiến đấu. Dạ phải, cứu nước đuổi ngoại xâm thì kể chi là mạng sống. Chuyện lớn ấy cả nước cùng một lòng, nước non nói đây là nước uống. Người nói chuyện nước với sông, phải dẫn nước lên đồng. Dạ bẩm Long Dương, đất Bạc Liêu nước mặn ngọt hai dòng, đất nhiễm mặn nhiễm phèn kể như thua, cả cánh đồng cho nga mền mầm, cứ mặc cho cỏ dại mọc lung tùng, người dân ta chỉ có việc vô đó bắt rắn bắt chim. Ta biết rồi, để làm lúa được á, các ngươi phải đắp đập đắp đê ngăn mặn, có đúng vậy không? Ừ? Nói đi. Dạ. Được con đê dài ngăn mặn phải đâu là chuyện dễ. Bà con phải xây lưng đấu cật sát cánh chen dài lao động chuyên cần. Kẻ góp công người góp của làm không ngưng tay không kể đêm. Rồi mới bắt tay vào chuyện đắp bờ đào mương dần thủy, đem nước ngọt vào cho cây lúa lên xanh. Một vụ mùa rồi hai vụ thấm canh, bà con dọc kinh phụng hiệp vô cùng phấn khởi. Là nông dân chỉ ước mơ trúng lúa, lúa giống lúa ăn đầy đủ thì vẫn bùng yên lòng. Chuyện nhà ngươi nói đó ta còn lạ gì nữa, bởi vì ta lúc nào cũng có mặt với các ngươi. Ta muốn biết chuyện gì đã khiến cho nhà ngươi đòi tự vận. Nói đi, nhớ là đừng có nói lòng vòng. Thưa Long Dương, để từ từ con nói cho có đầu có đuôi. Mặc dù Long Dương ở bên cạnh chúng con, nhưng ngài chỉ ở dưới thủy cung vui với tôm với cá. Long Dương ơi, Long Dương đâu có mặt trên trần gian như ngài thổ địa. À thì ta là Long Dương á.
Còn thổ địa thì sao? Ôi ông thổ địa chỉ biết chè xôi chớ có giúp gì được cho dân làng. Nhà ngươi! À, tôi hãy nói tiếp cho ta nghe đi, để ta từ từ rút kinh nghiệm. Mấy năm nay ta ra lệnh cho đàn tôm sú kéo về làm giàu cho dân xứ Bạc Liêu. Đó cũng tại cái vụ tôm sú đó mà tôi muốn nhảy xuống sông để gặp Long Vương, chứ ai mà rảnh nhảy xuống chi. Ủa, không lẽ đám binh tôm của ta đã không làm giàu cho ngươi mà ngược lại làm nghèo ngươi à? Có đúng vậy không? Nói đi. Vậy thì không phải. Rõ ràng nhờ chuyển dịch kinh tế nuôi tôm ở vùng chuyên canh mà rất nhiều gia đình từ nghèo lên khá, rồi từ khá lên giàu. Vậy là sao chứ? Tại sao nhà ngươi lại nói chỉ vì tôm sú của ta mà nhà ngươi muốn chết hả? Thưa Long Vương, ngài đứng bình tĩnh, đừng nóng. Để từ từ con kể cho ngài nghe câu chuyện như vậy. Mình ơi! Mình à! Sao mình? Tôm mình thả hôm trước bây giờ ra sao rồi? Sao tôi lo quá à? Lo gì? Tiền của trong nhà vét sạch rồi. Hồi sáng tụi nhỏ đi học nè, tôi bắt nó ăn cơm nguội đó, chưa có đồng xu cắt bạc nào đâu được cho. Lại còn nợ ngân hàng mấy triệu nữa. Chẳng vậy rồi còn nợ anh Sáu Hòa, anh Chiến, anh Ẩn. Thôi, bà thở hoài tôi nghe tôi mệt quá. Đừng có lo, mình sắp làm giàu rồi. Làm giàu à? Đúng, mình ơi, vuông tôm của mình sẽ đứng nhất ở đây. Hồi sáng này tôi ra ruộng thăm thì thấy tôm nổi lên, trời ơi đầy đồng. Mình ơi, mình à, trong vụ tôm này mình đã hết nợ, vợ chồng mình sẽ lên hương cái rụp. Nợ nần sẽ trả hết, mình lo nữa mà chi. Dù sao mình sẽ sửa lại mái nhà, nghe tôi nói nè, rồi sắm tivi màu, mua xe gắn máy, mua cho mình chiếc nhẫn vàng. Nè vàng y bố sư chính, chịu không? Mình ơi, mình nói thiệt hay là nói giỡn? Sao tôi cứ thấy lo lo, trong nhà không có một đồng xu. Mình ơi, mình ngồi xuống đây tôi ngắm một chút coi. Thôi mà, trời ơi, khổ gần chết mà còn giỡn nữa. Sống với nhau mấy mươi năm rồi còn lá gì nữa mà ngắm như nghe. Từ ngày cưới nhau tới giờ lòng tôi lúc nào cũng lo làm ăn, có thì giờ đâu mà ngắm bà. Bây giờ trong lòng thư thái khỏe re, hết lo nên ngắm sắc đẹp bà xã coi bà đẹp cỡ nào. Trời đất ơi, ông nói như đang đứng trên mây á. Đừng la, ngồi im, không được nhúc nhích nghe. Thôi thôi thôi, để tôi đi mượn gạo nấu cơm nè. Khỏi ăn, ngắm bà là tôi no rồi. Cái gì mà đẹp không biết nữa, già rồi. Vậy đó, già mà cay cay nghe. Ngồi yên. Trời ơi, bực mình quá à. Nè, đó, ngắm nghía ăn giọng làm gì thì làm đi. Vợ tôi thua hoa hậu thế giới chỉ hột lúa thôi mấy cha ơi. Mình đem theo nhiêu tiền vậy mình? Dạ 1 triệu. Trời đất ơi, tại sao có 1 triệu? Chứ nhiêu? 10 triệu. Vụ mùa tôm này mình vô 20 triệu mà. Ờ,
Mình tính mua cái gì nữa mà đem theo nhiều tiền dữ vậy? Trong nhà đầy đủ hết rồi. Cũng thường thôi. Tivi 21 inch. Tivi mà nhỏ quá coi không có đã. Phải thay cái lớn thôi. Rồi thay cái tủ lạnh xịn nữa nè. Mua vàng vi tính nữa cho con nó học. Ôi mình à, như thế này là đủ lắm rồi. Hồi đó tụi mình có tủ lạnh, có tivi gì đâu, vẫn hạnh phúc, có sao đâu. Biết vậy rồi, lúc nghèo á thì sao cũng được. Nhưng nay mình là nhà sản xuất tôm, số lượng nhiều hơn ai hết. Mình có dư tiền mua sắm. Đã tới lúc thới lai thì còn nhớ cơn bị cực mà làm gì. Đã vậy mình còn mua cho em chiếc nhẫn thon phòn, để lấy lẹ chơi lôi xôm bà con. Rồi một bếp ga, một nồi cơm điện, một máy nước nóng, một bộ xa lông, một bộ CD, cái xếp có bảo hành, và mua cho em một chiếc xe ga. Chuyện của em xin em hãy chờ, dù sao trúng mùa anh sẽ mua ngay. Chị không bà xã? Vậy à, vậy thì đi một mình đi, tôi ở nhà. Buông ra. Không buông. Không buông. Anh làm gì vậy? Gì mà ngẩn ngơ vậy? Anh nói anh ngắm người ta mà như nhìn vào khoảng không vậy? Anh đang mơ. Mơ? Ừ. Mơ mộng rồi bụng có no hay không vậy? Thôi bây giờ tôi qua nhà chị Bảy mượn gạo. Đói mà ổng lo, ở đó mơ với mộng. Mình ráng tháng nữa đi. Sổ tôm là mình có tiền rồi. Anh chín anh thả xuống ruộng, anh có mét vuông mà mấy năm sau anh hốt bạc. Còn mình thả gấp 4-5 lần ảnh. Kỳ này trời ơi tôi sợ tôi gãy tay quá trời. Cái gì? Gấp 4 lần hả? Ừ. Trời đất ơi, ông thấy không, anh chính phước thả như vậy đó đã bị cái anh khuyến ngư nói là quá rồi. Không có đủ đủ cái đủ gì, gì? Là, à, kêu là ít vậy? Si ít xa gì đó. Trời, tôm sẽ bị ngộp chết. Còn mình thả tới 4 lần anh 9 lần. Trời đất ơi, không biết có sao nữa. Trời đất ơi, sao tôi lo quá trời đất đi. Trời ơi, thôi đừng có rên nữa, tôi mệt lắm, đừng có lo. Hơi đâu nghe mấy thằng cha khuyến ngư giỏi tài nói dốc, ốc si gì mà dưới nước, ốc bù tôi không ăn. Các anh khuyến ngư người ta có học ở trường lớp đàng hoàng. Mình không có nghe người ta thì phải nghe anh Chính này là những người đã có kinh nghiệm như chú Sáu Chánh, anh Tám Thước chứ. Mình không có chịu hỏi ai hết trơn á trời á. Cứ cắm đầu cắm cổ làm theo ý của mình. Chuỗi thất bại hả, kỳ này là chết đói cả nhà đó nghe chưa. Thôi thôi mệt quá, trời đất ơi. Tư lai này mấy chục năm làm ruộng ở đây, có hỏi ai đâu, lúa vẫn trúng đều đều. Khó gì chuyện nuôi tôm mà học hỏi, liếc sơ sơ là đã rõ sáu câu. Mình yên tâm, mình sẽ nằm trên đống vàng trong nay mai. Ta sẽ giàu có hơn ai. Bây giờ nè bà chuẩn bị tư thế đi. Mấy ông khuyến ngư nhút nhát lù khù, biểu làm từ từ lấy đất mà cạp. Mình đừng có lo gì hết. Bây giờ qua chị Bảy mượn 100.000 cho tôi với một thúng gạo, hẹn tháng sau tôi trả. Trả có lời đi. Lời lớn cái gì, chỗ lối xóm. Hồi đó tới giờ chỉ có cho ai mượn mà tính lời đâu. Chỉ sợ là không có thôi. Thôi tôi đi à. Đi đi, chúc mình thượng lộ thành công. Ê, trời trời ơi mình, trúng gió hả gì vậy? Trời đất ơi, mình ơi, tối mình hoài rồi mình không có chịu nghe gì hết á. Trúng gió thì ở nhà đi, yếu trong người ra đồng chi vậy không biết nữa. Ngồi xuống đây đi, để tôi cạo gió cho. Đừng cạo gió, đâu có trúng gió. Gì kỳ cục vậy? Thì bệnh để tôi cạo gió cho. Đi không nổi té lên té xuống mà nói không có gì à. Nè, tôi cạo gió cho. Để như vậy có ngày á, bán thân bất tội, nằm một chỗ rồi khổ mẹ con tôi đó. Trâu của cái gì trâu, kêu đừng có cạo. Nghe tôi nói nè, tôi không chết hết rồi. Cái gì? Nghe chết. Tôm giúp lại tôi. Trời đất ơi, trời đất ơi, chết hết rồi. Không còn. Sao lại chết hết? Bà hỏi nó. Tôi thả trường sao 10 con, rủi chết 7 thì còn 3.
Tự nhiên sáng nay ra thăm thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Còn không còn ở dưới con nào sao? Còn con riêu. Nghĩa là... chết đó rồi. Trời ơi. Tôi vào chồng con cái mình sống sao đây? Đó, tôi nói mà ông không chịu nghe. Tự làm theo ý của mình không à. Bây giờ làm sao đi? Cái nhà thì đã cầm cố nợ ngân hàng, nợ lối xóm. Ông Tư Lai ơi là ông Tư Lai. Tư Lai, ông đi đâu đó? Ông bỏ vợ bỏ con phải không? Tư Lai, Tư Lai. Trời ơi là trời, làm sao tôi sống nổi nè? Chắc là mẹ con tôi phải ra đầu đường xó chợ. Dài nắng dầm mưa để mong người ta bố thí gian cơm thương. Hay là bỏ xứ đã đi lệ lo tấm thân tàn. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ mong vẫn khăng khăng làm theo ý của ông tôi. Rồi bây giờ đó, ông thấy chưa? Thiếu nước hụt sâu lại thân lo nặng chồng chân. Được rồi, tôi sẽ về bỏ với má tôi. Bỏ mặt đám con cho ông lo liệu. Từ hôm nay mình vững nghĩa đoan tình. Trời đất ơi, đi thiệt hả Tư Lai? Tôi nói chơi chứ bộ. Tư Lai, Tư Lai. Vậy là đáng đời nhà ngươi rồi. Đã không chịu nghe lời bạn bè, và cả mấy ông khuyến ngư cũng không chịu nghe nữa, thì lãnh hậu quả như vậy là phải rồi. Đúng rồi, quá đúng, hiểu chưa? Quá dở, quá dở. À vậy Long Dương để tôi nhảy xuống sông tôi chết cho rồi đi. Nè, đừng có cản nữa. Chú mày chết đó thì đáng rồi, nhưng rồi vợ con chú mày ai nuôi? Trách nhiệm làm cha làm chồng chú mày bỏ đi đâu? Vợ chú mày à, cô Luyến là một người đàn bà hiền thục. Con của chú mày, thằng Đượm con Lại, rất là ngoan hiền, hiểu không? Trời ơi, ông Long Dương ở dưới sông mà sao ông biết rõ gia đình tôi hết trơn hết trội vậy? Chà, ông hay không khác nào ông thổ địa. Nè, nhà ngươi hãy nhìn kỹ đi, coi ta là ai. Trời ơi, ôi trời, à, thổ địa. Dạ, xin thổ địa tha lỗi cho em, lúc nãy em lỡ lời. Em nói quan. Không sao, lời thật thường hay mất lòng, mà ta đâu có bộ đồ lòng đâu mà mất. Thổ địa ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây thổ địa? Trong nhà không có đồng xu mà nợ nần thì chồng chất, nhà thì siêu dẻo, nay lại càng dẻo xíu. Chỉ còn nước bán đất để trả nợ, mà bán đất thì lấy gì làm, không làm thì lấy gì ăn, không ăn thì chết. Bởi vậy tôi tính đến cái chuyện tôi phải tự tử tôi chết thôi là im chuyện. Thổ địa ơi, sao giờ? Thôi thôi, lỗi này không nặng đâu. Chú mày vốn là chí thú làm ăn, chỉ tại không chịu nghe lời hay ý phải, quá tự ái và tự hào mình khôn ngoan hơn người khác mới mang họa đó. Bây giờ ta sẽ giúp cho chú mày tiếp tục vay nợ ngân hàng để làm vụ tôm mùa tới, chịu không? Ừ, đồng ý. Thì không vậy hả thổ địa? Cái gì? Ôi, tôi thương ông quá à. Thổ địa, thương thiệt nha. Không có gạt ông đâu, thương lắm á. Buông ra, buông ra, té xuống á là ta tan nát ngay bây giờ á. Cảm ơn thổ địa. Cảm ơn. À, chú mày nói nhà siêu dẻo phải không? Có đúng vậy không? Thua cái chòi chân vịt của người ta nữa. Tiền của dành dụm bao nhiêu tôi đổ ở xuống ruộng tôm này rồi. Bây giờ sao? Ông là thổ địa, ông phải cứu tôi thôi. Cứu tôi chứ. Được rồi, ngày mai hãy đến ủy ban huyện làm đơn xin cấp nhà tình thương đi. Thì vậy sao? Ôi, thổ địa tốt quá. Thổ địa nói mà không tin sao? Tin chứ, trời ơi. Ông mà tôi không tin, tôi tin ai? Thôi về nhà đi. Dạ. Kẻo vợ chú mày trong đợi đó. Dạ. Ta thắng đây. Dạ.
Cảm ơn thổ địa. Ông tốt quá, cảm ơn. Bây giờ vợ chồng Tư Lai ra sao rồi? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, mùa tôm vừa rồi Tư Lai làm đúng theo kế hoạch kỹ thuật của khuyến ngư hướng dẫn nên thu hoạch cũng khá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ đã đến giờ về khai mạc đại hội cuối năm ở trên thiên đình rồi à. Vậy à, thôi được, để hôm khác có dịp thì ta sẽ ghé thăm. Còn Khanh, nãy giờ đi đâu vậy? Dạ để tìm múa bồn bồn cho hoàng hậu nhưng tìm không có. Dạ thần đã cho người gói sẵn để nhà khách đó. À, kìa, mang tới rồi kìa. Lần tái ngộ này có nhiều điều đáng nhớ. Như câu chuyện của anh chàng Tư Lai đó, quả là một nông dân hiền lành, chất phác, nhiệt tình với công việc. Chỉ có cái khuyết điểm là hơi nóng vội. Đáng thương chứ không đáng trách. Cái đáng lo là anh ta có thật sự sửa sai hay là không, hay là chứng nào rồi tật nấy rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Tư Lai bây giờ là một nông dân điển hình cho các nông dân khác trong huyện noi theo à. Vậy à, trước khi trở về trời, ta muốn đến nhà Tư Lai một lần nhé. Xin mời Ngọc Hoàng. Dạ, vợ dòng nhà nông kính chào Ngọc Hoàng, thiên lôi và quý tao. Thôi đứng lên đi, ta đã bãi bỏ nghi lễ rườm rà vô ích đó rồi. Vợ chồng Tư Lai đến gần đây coi. Dạ. Xứng đôi vừa lứa quá ha. Năm nay được mấy con rồi? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, mới có hai đứa hà. Thằng dân đây muốn kiếm thêm mà bảo quá cho. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Vậy là đúng rồi đó. Thôi trước khi chia tay, ta không hứa là năm sau sẽ đến nữa, nhưng các Khanh đã chuẩn bị những bất ngờ. Vì ở Bạc Liêu này ta rất có nhiều điều tâm đắc. Chào các Khanh, chúc Bạc Liêu càng ngày càng phát triển, càng giàu càng mạnh. Kính chào Ngọc Hoàng, chào Thiên Lôi, chúc thượng lộ bình an. Vui vui thời tắt tay.